안녕하세요. ngày hôm nay nhà sẽ giới thiệu đến các bạn một loại mặt nạ nữa, chính là Zombie Face. Tại sao nó lại có một cái tên ấn tượng như vậy? Bởi vì khi mà các bạn bôi cái mặt nạ này lên da thì các bạn khi mà nó khô lại á, trông các bạn thật sự rất là kinh khủng. Chắc là các bạn đã nghe nhiều đến cái việc là chúng ta thường truyền miệng nhau đó là sử dụng lòng trắng trứng nè, rồi lòng đỏ trứng gà để chúng ta làm mặt nạ và chăm sóc cho da. Và dĩ nhiên là các bạn cũng biết những cái công dụng đó cũng được truyền tai nhau rất là nhiều về việc là làm căng da, xe khít lỗ chân lông, dưỡng ẩm, vân vân và rất nhiều. Và đặc biệt đó là giúp cho làn da của chúng ta trong sáng hơn. Thì hai sản phẩm này cũng là hai sản phẩm được chiết xuất và dựa trên cái ý tưởng đó là từ trứng gà. Zombie sẽ chia ra nhiều dòng, có dòng thông thường để dành cho tất cả các bạn ở mọi lứa tuổi, và một cái dòng đặc biệt hơn đó là dòng Zombie Face Diamond. Thì dòng này sẽ chuyên dụng và dành cho những cái độ tuổi mà da bắt đầu có những dấu hiệu lão hóa hơn. Mời các bạn nhìn nha. Sẽ có những cái hộp, những cái túi trong cái phần này nha. Tức là họ sẽ trang bị cho chúng ta đầy đủ luôn. Khi mà chúng ta sử dụng thì chúng ta chỉ cần lấy ra và pha sử dụng thôi. Mở ra thì các bạn thấy ở trong này có một cái bột. Đây chính là bột mặt nạ của chúng ta. Đây chính là cái dung dịch để pha cho mặt nạ của mình. Họ rất là cẩn thận khi mà trang bị luôn cả một cái cây cọ để chúng ta quét mặt nạ luôn. Đúng là họ có những thành phần là chiết xuất từ trứng gà đó, cho nên là các bạn sẽ thấy là nó gần như mà thêm nhiều dưỡng chất hơn là trứng gà thông thường của chúng ta. Trong này có cả một chút kim cương cho chúng nên chúng ta phải cẩn thận chắc chiêu. Không, khuyên các bạn là không nên ngửi thử sản phẩm này, mùi nó không dễ chịu chút nào. Bây giờ thì nhà sẽ test thử lên tay để các bạn thấy vì sao sản phẩm này lại có tên là Zombie. Chúng ta sẽ đợi khoảng 15-20 phút cho sản phẩm này nó khô. Sau khi test lên da tay của Nhã thì các bạn có thấy không? Nếu như bạn nào mà đã dùng lòng trắng trứng để đắp lên da làm mặt nạ rồi thì các bạn sẽ thấy hiện tượng này rất là bình thường. Ui da, và Nhã thấy hình như là lột lên là... Cái này khi mà chúng ta đã đắp và nó, chúng ta đắp lên mặt và nó đã khô như thế này rồi thì sau đó chúng ta sẽ dùng một khăn ấm đắp lên da và rửa lại bằng nước. Và Nhã hy vọng rằng sau ngày hôm nay thì các bạn cũng đã có thêm được một cái option mới về một loại mặt nạ cho cái nhu cầu về làn da của mình. Vậy nha, hẹn gặp lại các bạn. Kamsahamnida. Bye bye.